có ngày tô là tỷ lệ TP. Thì như vậy TP nó lại thì tô là của tô điên, nó là tính vào phần trăm của tông được biết, tính vào phần trăm. Nếu mà tiếng Anh của chữ TP đó là PR, nó là protonium ratio. Ratio nghĩa là tỷ lệ. Cho nên các em sẽ đi lâm sàng xem sẽ thích tùy phòng xét nghiệm ta dùng cái gì hơn. Ta dùng tiếng Anh hay là dùng tiếng Pháp, một số vẫn dùng tiếng Pháp đó, đa số vẫn dùng tiếng Pháp. Cho nên em sẽ thấy nó là TP, tôi được không biết. Cho nên chỗ này cẩn thận đừng lộn đó, cái nhầm, nó là như vậy. Thì bình thường nó là gì? 70-100% dễ nhớ đó. Nó tùy phòng xét nghiệm nhưng mà cái số đó là 100 thì trên 70 nó là bình thường rồi. Nó tùy phương pháp của phòng xét nghiệm. Cái này cô nhắc để cho các em biết một yếu tố phụ thuộc vào chuyên gia là 4 yếu tố này. Nghĩa là 4 chỉ sách của 4 yếu tố này. Của con đi là bộ phong trạng tin, extra và MPDB. Cho nên hồi xưa em thấy cái chuyên nghiệp mà ta muốn là TDSD là gì á. Nhưng mà giờ thì ít có phải đụng với nó nhiều, mà hồi phải chứ không có những cái dịch vụ độc này mà qua bên ta cái chuyện cái chất này giờ đó nhận ra thấy để nhắc lại cho các em biết thôi đó. Thì đây là những cái xét nghiệm khảo sát đường ngoại sinh, nhưng mà để như cô nói có gì có TC, có tăng đường huyết, nó có tô lượng của con biên nó, nhưng mà bao nhiêu nó đúng hay không, hiện tại vị trí của đường ngoại sinh trong y văn nó như thế nào. Thì bây giờ một cái xét nghiệm tiền phẫu trước đây ha, em hay làm TSTC ha, bây giờ ta nói là TSTC nó không cần thiết nữa rồi, nó không cần thiết nữa, mà giờ xét nghiệm tiền phẫu của em bắt buộc phải có đến yêu cầu số lượng, kế đến là INR, kế đến là TCA và fibrinogen, bắt buộc em phải có đến tiểu cầu để em xác định cái số lượng của tiểu cầu. DNA thay thế đường ngoại sinh, cái là sao có nó rõ không? Thay thế hẳn đường ngoại sinh luôn. TCA là đường gì? TCA khảo sát đường gì? TCA khảo sát đường gì? Nội sinh á, mới thay thế á. Và fibrinogen bắt buộc em phải có một cái xét nghiệm tiền phẫu, bắt buộc em phải có bốn yếu tố này. Lý do là sao em bắt buộc phải có fibrinogen nữa là tại vì khi mà TCA hoặc là INE và đôi lúc đó, nó chưa có giảm nhiều để làm thay đổi cái khả năng chống lại sự, có nghĩa là khả năng cầm máu. Do đó mà em bắt buộc em đi đo fibrinogen. Fibrinogen nó thay đổi sớm hơn, có chính xác hơn khi mà hai cái kia chưa đủ để thay đổi. Cho nên tại vì sắp mổ xẻ mà, cho nên bắt buộc mình phải có cái xét nghiệm fibrinogen để cho em chắc, để cho em biết là chắc là để cho bị lọt lưới đó, là như vậy. Xét nghiệm tiền phẫu là như vậy. Thì giờ cô vô cái INR là cái gì? Nãy cô nói nó là được khảo sát đường ngoại sinh, nó là impact của International Normalized Ratio, thì được người ta tìm trên thế giới từ năm 83. Lý do tại sao bây giờ chúng ta phải dùng INR là tại vì nãy cô nói là kết quả của tô tự của tô biên hoặc là tăng tự quyết này kia đó, nó thay đổi tùy phòng xét nghiệm, tại vì mỗi phòng xét nghiệm nó dùng một cái hóa chất khác nhau. Do đó có khi em đi ra chợ rẫy em sẽ thấy người ta cho cái tỷ lệ này, em đi chỗ khác thì người ta cho cái tỷ lệ khác, cho nên nó có một chứng, cho nên nó tương đương hết. Cho nên ta thống nhất với nhau và các ta dùng INR. INR thì là gì? Nó là cái công thức của tâm lực huyết á. Thì khi của bệnh nhân em chia cho một cái tâm lực huyết chứng, em nhân cho một cái chỉ số quốc tế ESD. ESD là Endist Consolidated International, nghĩa là một cái chỉ số quốc tế về độ nhạy của nó, và nó đặc hiệu cho cái hóa chất sử dụng của từng phòng xét nghiệm. Ví dụ như em dùng cái hóa chất đó thì phải nhân cho ESD của cái hóa chất đó. Thì như vậy tất cả mọi người trên thế giới đều thống nhất với nhau là dùng INR. Do đó mà cái INR bình thường nó
là tử thần tích 8 đến 1.2. Khi em đeo lên thì cái kết quả xét nghiệm mà trong máu đó, người ta sẽ trả lời cho em đi nha, nó bằng nhiêu đó. Thì cái vai trò của anh em là gì? Là thường thường đó, nó tốt nhất là cầm trong trong cái xét nghiệm tiền phẫu để em coi nó bình thường hay không để em mổ hết. Thứ hai là sử dụng để đánh giá hiệu quả, ví dụ như là ứng dụng trong thuốc điều trị chống đông chẳng hạn. Ở bệnh nhân dùng thuốc chống đông á, thì INE nó kéo dài hơn 2 đến 3. Tay cố ta giữ một bệnh nhân dùng thuốc chống đông, ta cố ta giữ nó ở mức độ 2 đến 3. Nhưng mà một bệnh nhân mang van tim nhân tạo á, thì dễ bị cục máu đông hơn á, thì khi đó người ta cho thuốc Evalin này kia đó, thuốc chống đông đó, và ta giữ cái INE cao hơn một chút xíu, 2 đến 5 đến 3 đến 5, để tránh cục máu đông. Ta tăng liều thuốc lên để giữ cái khả năng mà chống cục máu đông, nghĩa là nó dễ xuất huyết. Cho nên khi mà em có cái INE trên 5 á, là nguy cơ xuất huyết rất là cao. Cho nên người ta sẽ giữ một cái INE để mà ta đánh giá hiệu quả của một cái điều trị chống đông nào đó là tốt nhất. Đó là INE chúng ta cũng giữ được không được huyết, hoặc là ta giữ được những cái kia. Lý do là ta muốn thống nhất với nhau tất cả trên thế giới là một, thứ hai những cái định nghĩa cũng thống nhất với nhau trên INE. Như vậy cùng một lời nói dễ hơn là mỗi một xét nghiệm nó kiểu là không biết được đâu cái định nghĩa nào nó phù hợp rất cho mọi người. Đó, thì tại sao tôi dùng INE là như vậy? Cho nên bây giờ em vô những cái em đi bệnh viện, em sẽ thấy một yếu tố đông máu nào ta muốn cho em luôn cái INE luôn đó, một xét nghiệm nó trả lời em luôn INE. Đó là đường ngoại sinh, nãy cô đang ở tất cả những cái đường mà ngoại sinh. Bây giờ đường nội sinh nè, thì giờ để cô nói cái đường nội sinh đó là gì, là TCA, xét nghiệm TCA. TCA là đa số em đi lâm sàng thấy nó là TCA đúng không, TCA, nhưng mà một số những cái phòng xét nghiệm khác có thể dùng là APTT, nó là một phòng xét nghiệm mình đó là ta quen dùng tiếng Pháp thì ta cứ thế ta dùng tiếng Pháp TCA, số ta dùng tiếng Anh thì ta dùng APTT. Cho nên biết là mình đi lâm sàng là biết ta muốn nói cái gì. Thì có thường khi nó trên 10 giây so với hội chứng thì đường nội sinh TCA nó khảo sát tất cả các yếu tố trừ yếu tố 7 vậy thôi. Cái đường này nếu mà nó bất thường có nghĩa là em biết tất cả các yếu tố bị tổn thương trừ yếu tố 7. Chút nữa chúng ta sẽ cho bài tập. Kế đến em có trong cái đoạn báo thanh em nghe nó nói thời gian thông niên đó, đó là cái thời gian thành lập phim viên bất thường khi nó trên 10 giây so với hội chứng. Em có thời gian không cơ là cũng vậy, bất thường khi một trong các yếu tố bất thường. Nhưng mà thường thường á, trên lâm sàng em không có cần hai cái thời gian này, không viên và hao lên. Nó bây giờ ta không dùng nữa, tại vì thực ra nó cũng không cần thiết. Bây giờ người ta thấy chỉ cần TCA, INE là đủ rồi. Ta không cần cái thời gian này, hồi trước đây người ta dùng, nhưng mà giờ hiếm họa lắm, những trường hợp rất là khó chẩn đoán người ta mới cần sử dụng đến nó, mà hiếm lắm, rất là hiếm. Hồi nãy giờ em thấy trong cái sự đông máu huyết thanh em thấy số 12, số 11, số 10, số 8, số 9, gì cái số 2, cái số 1 đúng không? Em đâu thấy số 13 nó nằm đầu đâu đúng không? Trên cái sơ đồ thì cuối cùng số 13 nó nằm dưới, nhưng mà em đâu có thấy cái xét nghiệm là khảo sát số 13, đâu có. Trên sơ đồ thì em thấy có nó, nhưng mà khảo sát số 13 nó không nằm trong TCA, nó cũng không nằm trong INE, nó không nằm trong TQ. Số 13 em muốn đo nó, em phải đo riêng nó, đo lượng đặc hiệu từng yếu tố. Thì số 13 em đo trực tiếp nó luôn, nó ra riêng đó, bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm đó. Thì có một số bệnh nhân đã thiếu số 13 bẩm sinh đó. Hiếm thôi, nhưng mà khi đó em làm xét nghiệm phát hiện thấy bình thường, nó cạnh trên một bệnh nhân vẫn có một chứng xuất huyết, thì đó em chỉ nên đo số 13. Số 13 là đo trực tiếp số 13, nó không có nằm trong một cái xét nghiệm nào. Đó là đối với số 13. Và cái đó là những cái xét nghiệm ban đầu của đông máu huyết thanh. Nhưng mà bây giờ, như nãy cô nói, em thấy nó bất thường chứ gì? Thì em đâu có biết cái nào trong cái nhóm đường nội sinh
em thấy bất thường hoặc là phải sinh, em đâu có biết cái nào bị tổn thương, thì khi đó mình đo từng yếu tố trong máu luôn để mình coi cái nào nó chính xác. Tất nhiên là cô nói vậy nhưng mà lâm sàng cũng cho em biết em còn đo cái nào thôi, đo đúng cái đó thôi, chứ là mình sẽ thấy nó chứ không phải đi đo hết từ số 1 đến số 12 không có. Rồi không có. Nhưng mà bây giờ cái câu này cũng nói là gì, em có thể đo từng yếu tố trong máu được rồi, và lấy máu là đo bao nhiêu yếu tố tám, bao nhiêu yếu tố chín, bao nhiêu số 1. Bây giờ mình thấy ha, rối loạn trong máu huyết thanh tạm thời sử dụng DPU-DP, DCA, đông máu ngoại sinh, các phần xét nghiệm nhẫn dùng cái này nha, nhẫn dùng cho dù có thể DNA để khi ta sử dụng thì tiền phẫu hoặc là sử dụng những thuốc trong máu, và bình thường ta vẫn cho em cái kết quả DP hoặc là DQ. Đường ngoại sinh nè, em thử nè, đông máu ngoại sinh hơn, khảo sát yếu tố 7 và những yếu tố còn lại, chủ yếu là 7 nếu mà nó thường. Thì khi mà em có TT kéo dài, TCA bình thường là nó rồi, đúng không? Cái lý lượng của mình á, TCA nguyên cả cái nhóm, cái cánh không biết đây, nguyên cả cái cánh bên đây bình thường thì loại ra có mình nó thôi, nghĩa là yếu tố 7 bất thường thôi. Bây giờ đường ngoại sinh bình thường, đường nội sinh bất thường thì nó đòi ra bao nhiêu đây thôi. Nè bình thường nè, ngoại sinh nè, thì cái lý luận như vậy đó, đường ngoại sinh bình thường, đường nội sinh bất thường, nguyên khúc này là bình thường rồi, bạn này bình thường thì nó đòi ra nhóm này, nghĩa là nó đòi ra nhóm 12, 11, 10 và 8. Được các em, cái lý luận chỗ này đúng hết, đều là hiểu hết yếu tố đông máu mà chúng ta đã nói vậy á. Và nếu mà có hai đường đều bất thường hết, hai đường đều bất thường hết, bên này bất thường, bên này cũng bất thường luôn, nghĩa là cái nhóm chung này nó bất thường, nó bất thường nó nằm ở chỗ nhóm chung, nghĩa là số 10, số 5, số 2, số 1. Đó là cái lý luận khi mà em đọc giữa một cái kết quả của đường nội sinh và đường ngoại sinh mà suy nghĩ trong đầu em cái gì bất thường đó thì cũng như vậy. Cho nên em nắm là đường nội sinh khảo sát yếu tố gì, đường ngoại sinh khảo sát yếu tố gì, khi một đường nào đó bất thường thì em loại suy, em có cái sơ đồ đó trong đầu em loại suy là bên này bất thường thì là chỉ có cái bất thường thì yếu tố này được các em đúng không? Dạ, mình đi tiếp nha. Trước khi cô đi tiếp thì cô quay lại cái slide hồi nãy với cô. Thì em thấy trên lâm sàng người ta cố gắng, người ta phân ra là giai đoạn tiên phát, giai đoạn đông máu huyết thanh vân vân vân. Nhưng mà thực sự trong cơ thể của con người á, chuyện gì xảy ra? Thực ra nó xảy ra cùng một lúc. Nhớ nó không có phân như vậy. Người ta phân ra đông máu tiên phát là AS, là đến tiểu cầu, là chất lượng tiểu cầu. Còn kia nội sinh ngoại sinh để chi, để em lý luận trên lâm sàng để có cái xét nghiệm để em làm để em lý luận, chứ thực ra trong cơ thể của em nó xảy ra cùng một lúc chứ nó không có là tiên phát trước rồi nó bấm thanh ra không. Thì đây là cái sơ đồ mối liên hệ giữa sự đông máu tiên phát và cầm máu tiên phát và đông máu huyết thanh. Khi có một tổn thương thành mạch không thì cái tiếp xúc với cái lớp dưới nội mạc nó bị phơi ra em á, thì tất cả những cái chuỗi nè kết dính tiểu cầu bài tiết vân vân, kết tụ tiểu cầu và xong cái kết tụ tiểu cầu cũng tạo ra nước cầm máu của cái giai đoạn tiên phát như nãy mình thấy. Thì đồng thời đó trong cơ thể của mình nó cũng xảy ra gì, tiếp xúc với dưới nội mạc như nãy con nói với em đó, thì lại gì, cái đường ngoại sinh nè nó hoạt hóa cái yếu tố xin lỗi, đường ngoại sinh phóng thích các yếu tố từ mô là thromboplastin đó, cái số 7 đó, nó phóng thích cái yếu tố số 7 tổn thương thành mạch mà, thì nó kích thích cái 7, nó kích thích cái hệ thống đông máu ở mô ha. Và khi mà tiếp xúc với lớp collagen đó, là nó bị phơi ra do nó bị đứt mạch máu đó, thì em có hoạt hóa yếu tố 12. Và từ khi mà nó kích nó 12 thành 12A thì nó activate, thì nó activate nguyên cái chuỗi đó, thì em có
nguyên cả cái chuỗi độc đáo hình thành nó xảy ra để cuối cùng làm gì? Để tạo một thông pin, để thông pin nó phối hợp với tiểu cầu để tạo nên bất cập. Thì cơ thể trong cơ thể của mình nó xảy ra bao nhiêu cái chuyện, nghĩa là nó xảy ra cùng một lúc và nó khi mà có một cái xuất huyết và sinh trẻ nó xảy ra một hàng loạt những cái cơ chế như vậy. Nhưng mà tại sao người ta không ra, tôi nhắc lại để em có cái xét nghiệm của từng thuốc để em lý luận à cái xuất huyết này do ở đâu thì thôi nó nhẹ, chứ mà sinh lý tự học trong cơ thể mình xảy ra hàng loạt như vậy. Bây giờ cô qua phần lâm sàng. Lâm sàng của hội chứng xuất huyết đang có thể có cái xuất huyết trên da ha. Cái xuất huyết đó có thể là chấm mảng bầm máu vân vân, từ cái chấm nhỏ cho nên như vết bầm hoặc là nặng hơn nữa vết tụ máu. Em có một cái xuất huyết niêm mạc, nó là dưới da nhẹ nhất. Kế đến là niêm mạc thì em có thể có chảy máu mũi, chảy máu răng, ói, tiêu máu vân vân. Em có thể có xuất huyết khớp, em có thể có xuất huyết nội tạng nặng hơn gan, lách não vân vân đó. Có nghĩa là em có thể có từng giai đoạn nặng dần. Trong hội chứng xuất huyết, ví dụ như em có những cái chấm xuất huyết nhỏ dưới 2 mm là petechia gọi vậy hơn, dưới 2 mm vết bầm nhỏ được đưa vào thì nó 2-10 mm. Vết bầm lớn, ecchymose, trên 1 cm là lớn, trên 1 cm là ecchymose. Vết bầm nhỏ được đưa vào 2-10. Và những cái tụ máu lớn là hematoma đó. Thì lên sàn em coi nó như dạng gì, như dạng được đưa vào, như dạng chấm hoặc là vết bầm hoặc là vết tụ máu. Nó có những cái giai đoạn như vậy. Trên đây hội chứng xuất huyết trên bản cũng khó thấy hơn, tại vì ánh sáng nhiều quá. Em có thể có những cái vết như vậy hoặc vết chấm chấm như vậy. Chấm chấm là petechia nè, vết này là petechia nè, chấm xuất huyết nè. Ở đây thì cái phần máu nhỏ cực cơ ba.